kiếm gì cho mày lên sống luôn. Đăng lên mạng thôi vậy. Hỏi nhiều. Hôm của anh Đảo nuôi quá đẹp. Không sử dụng kháng sinh luôn, đầu mùa giờ không sử dụng kháng sinh. Hôm sạch kháng sinh màu đẹp. Đúng rồi, đem qua nước ngoài là nấu được ăn là được. Giỏ cọng cao. Đây Mr. Đặng à. Đó, mà giỏ cọng nhân viên công ty. Tao biết. Vài con nít. Đây nè.